Mùa thu, mùa của những đêm rằm phá cỗ hội liên hoan, đêm Tết Trung Thu thật đặc biệt và ý nghĩa, khiến chúng ta háo hức chờ đợi, hân hoan trong niềm vui của tuổi thơ. Những ngày này, trên khắp các tuyến đường chính, không khí Tết Trung Thu đang về nhộn nhịp, khiến lòng người náo nức. Vào dịp lễ Tết Trung Thu, bên cạnh tiếng trống tiếng chiêng của các đoàn múa lân, bánh Trung Thu cũng là một phần không thể thiếu. Cứ mỗi dịp Trung Thu, cơ sở sản xuất bánh Trung Thu Trung Tuyến có địa chỉ tại 74 đường 10, thôn Mánh, Thủy Đường, Thủy Nguyên lại tập trung nhân lực để phục vụ cao điểm làm bánh Trung Thu. Cũng như mọi năm, cơ sở sản xuất bánh Trung Thu Trung Tuyến luôn đưa sản phẩm ra thị trường sớm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn mua bánh ăn hàng ngày hoặc dùng cho ngày lễ, ngày rằm hay phục vụ nhu cầu biếu tặng. Tôi được biết là cái hiệu bánh Trung Thu Trung Tuyến này là gia truyền. Những ngày thường là chúng tôi cũng mua về ăn. Như là ngày hôm qua là tôi cũng mua một lúc 40 chiếc để tôi biếu những là người thân rồi bạn bè xa gần. Là bánh của nhà chị là nó làm cái hương vị nó rất là thật và nó có cái độ ngọt, nó ngọt vừa, nó không ngọt quá. Thành ra là ai cũng có thể là ăn được á. Cái thực phẩm rất là an toàn tuyệt đối. Bánh rất là tuyệt vời ạ. Mùa Trung Thu 2023, cơ sở sản xuất bánh Trung Thu Trung Tuyến đã chuẩn bị từ 3 đến 4 tấn nguyên liệu. Để có được một chiếc bánh Trung Thu truyền thống ngon, mọi nguyên liệu đều phải được chọn lựa tỉ mỉ, cầu kỳ và có nguồn gốc rõ ràng. Nguyên liệu được sản xuất trực tiếp và nhất là không sử dụng chất bảo quản, không chất tạo màu nhân tạo. Chính vì vậy, các sản phẩm có hạn sử dụng ngắn, bánh nướng có hạn sử dụng 20 ngày và bánh dẻo có hạn sử dụng 10 ngày kể từ ngày sản xuất. Trong khu sản xuất, chủ cơ sở đã chú trọng bố trí khoa học, gọn gàng, sạch sẽ, bảo đảm sản xuất theo nguyên tắc một chiều và khép kín. Công nhân được khám sức khỏe định kỳ và học kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài việc đưa nguyên liệu mới vào trong bánh Trung Thu, cơ sở Trung Tuyến còn chú trọng đến hình thức kiểu dáng. Vỏ hộp được in hoa văn đẹp, thanh lịch gắn với truyền thống dân tộc hoặc hộp giấy cao cấp được thiết kế hiện đại sang trọng, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Đẹp từ hình thức, chất lượng từ sản phẩm, bánh Trung Thu Trung Tuyến là một trong những sản phẩm đang được huyện Thủy Nguyên đề nghị với thành phố công nhận sản phẩm OCOP. Để sản xuất các sản phẩm chất lượng, cơ sở bánh Trung Thu Trung Tuyến chú trọng tất cả các khâu sản xuất. Bánh Trung Thu Trung Tuyến có phần vỏ bánh mềm, thơm, nhân bánh ngọt nhưng vừa phải, có vị béo ngậy của xá xíu, lạp xưởng, mỡ phần, vị bùi của hạt sen, hạt dưa, ngọt thanh của mứt bí xen lẫn vị lá chanh thái chỉ. Bánh dẻo mềm thơm mùi hương lúa nếp, đậu xanh được rất nhiều người yêu thích. Ngoài kiểu bánh hình dáng cơ bản như vuông, tròn, cơ sở Trung Tuyến còn làm những chiếc bánh hình cá chép để phục vụ khách hàng là trẻ nhỏ. Bánh mang hương vị truyền thống đậm đà, mang ý nghĩa sâu sắc về tình thân trong mỗi gia đình dịp Tết Trung Thu. Bánh Trung Thu Trung Tuyến này mang nhiều cái đậm sắc của dân tộc. Và em ăn thì em cảm thấy là cái hương vị của nó rất là thơm ngon, hương vị của truyền thống. Là em nhà em thì cũng ăn ở đây rất là nhiều năm rồi. Và em thường thường thì cũng chia sẻ với mọi người ở trong xóm nên ăn ở đây. Nhà em thì ở mãi trong Liên Khê, xa một chút nhưng mà vì là hương vị truyền thống nên là vẫn muốn đến đây. Rất là nhiều cửa hàng nhưng mà em vẫn yêu thích cửa hàng này nhất, đấy là cửa hàng Trung Tuyến. Với truyền thống gần 20 năm sản xuất, bánh Trung Thu Trung Tuyến ngày càng được nhiều người trên địa bàn ưa chuộng. Với thị trường tiêu thụ trên địa bàn thành phố, các tỉnh bạn, bánh Trung Thu Trung Tuyến còn được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà gửi ra nước ngoài mỗi dịp Trung Thu trăng rằm. Qua đó đã giới thiệu tới bạn bè quốc tế thêm hiểu và trân trọng giá trị trí tuệ và tình yêu đất nước của người Việt Nam.